giúp việc nhà anh Cường rồi mẹ ạ. Mà đứng gọn ra để cho mẹ con tôi còn đi đứng đấy. Này, tao bằng vai phải lứa với mày ấy, mà mày định ngồi đây ăn cùng như đúng rồi thế hả? Nó mới đi cái kiểu gì đấy, chạy gành ra đường thế ai mà đi được hả? Đường nhà quê nó vừa bé vừa xấu, mà ông cứ trình hình ra như là bãi phân thế thì mẹ con tôi đi sao nổi. Này, ông tránh sang một bên nhá, đừng có cản cái đường tài lộc của mẹ con nhà này. Ôi dồi ôi, mẹ ơi không phải phờ lo đâu. Còn nói mẹ nghe nhá, đấy mẹ nhìn thấy không, tất cả những cái mẫu ruộng đằng kia này, rồi đất đai, rồi nhà cửa, cái khu này là của nhà anh Cường hết đấy. Đấy, tuy là con không lấy được đại gia thành phố, nhưng mà về quê làm bà chủ đỡ bon chen mẹ nhờ. Nhưng mà này, nếu như tất cả cái đất đai vườn tược này là ao chuông là đều của nhà chồng tương lai của con, thì cái lão già này chắc là người hầu kẻ hạ đúng không con? Mẹ nhắc con mới nhớ ra đấy. Bảo sao, bà nhìn cứ quen quen. Xem nào. À đúng rồi, cái ông này là chụp ảnh với anh Cường mấy lần rồi đây này. Đúng là giúp việc nhà anh Cường rồi mẹ ạ. Mà đứng gọn ra để cho mẹ con tôi còn đi đứng đấy. Này, cô quá đáng quá rồi đấy. Tôi có tên, có tuổi, cô muốn nói chuyện thì cô phải thưa gửi đàng hoàng. Sao cô lại có hành động như thế? Thưa gửi đàng hoàng. Này ông già, ông nghĩ ông là ai mà tôi phải thưa gửi đàng hoàng hả? Tôi trịnh trọng thông báo cho ông một tin nhá. Tôi chính là vợ tương lai của anh Cường và là chủ nhân của ông đấy. Sao? Nghe như thế thì có dám nói chuyện kiểu bằng vai phải lứa với tôi nữa không hả? Láo quá, láo quá. Lần sau ấy, nhìn thấy bà chủ thì phải kính cẩn nghiêng mình chào hỏi cho nó phải phép, chứ đừng có mà dương mắt ếch lên mà nhìn như thế nhá. Mà này, là người hầu kẻ hạ mà sao á mà để cây cỏ tốt um lên như thế này, có chết người không chứ lại. Ông đi cuốc đất rồi là ông đi cắt cỏ dọn sạch sẽ ngay đi. Việc của tôi ngày hôm nay chỉ có đến thế thôi. Vẫn làm trâu làm bò, làm tôi làm tớ, mà cái kiểu thích thì làm, không thích thì nghỉ như thế mà được á? Cút ra góc kia làm sạch cái chỗ cỏ kia đi, không thì ngày hôm nay đừng có nhận lương, biết chưa? Ôi dồi ôi đấy mẹ ơi, ai bảo làm chủ sướng đâu, mệt chết đi được ấy. Một ngày mà quát cái bộ tôi tớ này mấy lần nó là mệt hết hơi rồi. Thôi mẹ ơi đi nhanh lên, anh Cường chờ. Ừ thôi đi đi nhanh đi. Dạ, con chào mẹ ạ. Anh. À, con mời mẹ vào nhà uống nước ạ. Này, tao nhìn nó cứ quê quê bẩn bẩn ấy. Mày đã kiểm chứng kỹ càng rõ ràng chưa? Hay là vớ vẩn để bị nó lửa ấy chứ này. Nhà cửa gì mà bẩn thỉu ghê chết đi được ấy. Ghế bàn như kia tao không dám ngồi đâu. Nước nôi kiểu này tao không uống được đâu. Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Là thông tin con đã kiểm chứng rõ ràng rồi. Bố của anh Cường nhá, là nguyên chủ tịch của một tập đoàn lớn. Bây giờ nghỉ hưu ấy, nên là về đây để thu mua đất đai. Thấy chưa, tất cả những cái khu đất ở bên cạnh kia nhá, đều là của nhà anh Cường đấy. Tổng tài sản chỗ này ấy, nó phải trị giá cả bạc tỷ, không phải đùa. Thật á? Vâng. Bác chào cháu. Ôi dồi ôi, đất đai rộng rãi, vườn cây ao cá như thế này cũng được vài tỷ ấy cháu nhờ. Tầm tuổi này bác cũng muốn về quê nghỉ ngơi cho nó yên bình, rồi trồng rau nuôi cá chứ nhỉ? À, đúng rồi đấy ạ. Từ lúc mà đến đây cái là mẹ em cứ suýt xoa là vì thích không khí ở đây đấy. Đấy, thả lòng mong chờ của mẹ rồi nhá. Mẹ với em không chê nhà quê nghèo nàn là tốt lắm rồi ạ. Nếu mẹ rảnh ý, mẹ có thể về đây nghỉ ngơi một vài hôm, một tuần hay là cả tháng cũng được ạ. Thật thế hả con? Như thế có sợ phiền ông bà Dung ở đây không? Dạ không sao đâu ạ. Bố con ở đây cũng buồn nên là đang tìm bạn thưởng trà và bầu bạn cùng đấy ạ. À đúng rồi, thế bố anh đâu? Bố anh từ sáng đến giờ đứng ngồi không yên, cứ mong ngóng hai mẹ con thôi. Nên là vừa chạy ra chợ mua một ít đồ tươi về để tiếp đãi hai mẹ con đấy ạ. Dạ thôi, con mời mẹ vào nhà uống nước ạ. Thì quá con ơi, mẹ phải hy sinh để mày nhiều lắm đấy nhá. Thôi được rồi, mẹ chịu khó đi, cố gắng lên một chút. Mấy nữa con mà trở thành con dâu của nhà này nhá, con bán hết mấy cái đồ cổ lũ sĩ này đi, mua đồ hiện đại về cho mẹ dùng, được chưa? Đúng rồi, bán hết tất cả đất đai ruộng vườn ở đây đi, cầm tiền về thành phố mua đất rồi xây một căn biệt thự, mẹ con mình sống cho nó sướng đời, chứ phải cái vùng quê bẩn thỉu nghèo đói em quách gì. Rồi. Thế thì ta mới chịu đây. Dạ, con mời mẹ uống trà ạ. Trà nhà con vừa mới sao đấy ạ. Chào cậu chủ ạ. Bác. À, bác này là giúp việc nhà anh à? Lúc nãy ở trên đường vào em có gặp bác ở ngoài đường đấy. Đúng rồi ạ.
Dạ cũng nhờ cậu chủ đây giúp gia đình tôi thoát khỏi cái cảnh bị đòi nợ. Cho nên là bây giờ hàng ngày là tôi cứ phải qua đây, tôi quản lý trông coi nhà cửa, coi như là trả ơn cậu Cường. Dạ, à mà cũng đến giờ nấu cơm rồi, để em xuống bếp phụ bác nhá. Vâng, đi bác. Này, dạ. Ông đã biết mình cần phải làm gì chưa? Làm gì là làm gì ạ? Đúng là ngu hết thuốc chữa. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ là nóc của cái nhà này. Lệnh của tôi là to nhất, nghe chưa? Thế cho nên ý, ông liệu mà cư xử cho nó phải phép vào. Còn không, cái số nợ mà nhà chồng tôi trả hộ ông mà, tôi sẽ tính cả gốc cả lãi đấy. Nên liệu liệu, tém tém cái mồm lại, anh Cường mà biết chuyện gì thì ông không xong với tôi đâu, nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi ạ. Đi nấu cơm đi. Dạ, vâng. Mà nhớ, anh Cường có hỏi thì phải bảo tôi nấu cùng ông, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Từ từ đã. Cái gì thế ạ? Cô làm cái trò gì đây hả? Hả? Người hầu kẻ hạ gì mà ăn mặc quần áo tươm tất như thế này? À đúng rồi, ông ăn trộm đồ của bố chồng tôi để mặc đúng không? Không cô ơi, không có chuyện gì đâu cô ạ. Đây là quần áo mà cậu chủ cậu ấy cho tôi, chứ tôi không bao giờ ăn trộm ăn cắp của ai đâu ạ. Kể cả là có cho ấy thì cũng chỉ được mặc ở những cái dịp quan trọng thôi, chứ không phải là những ngày bình thường lấy ra mặc như thế này. Ông là người hầu kẻ hạ, ông ăn mặc tươm tất như này để làm cái gì? Hay là ông mặc quần áo tươm tất như để ra đồng để lừa bà nào hả? Cô ơi, ngày thường tôi vẫn mặc thế này, ông chủ với cậu chủ có ý kiến gì đâu ạ? Này, lời tôi nói ông không coi ra gì đúng không? Tôi nói cho cái mặt ông biết nha, từ ngày hôm nay trở đi, ông chỉ được mặc đồ cũ, đồ bẩn, đồ càng rách rưới càng tốt, nghe chưa? Chứ người hầu kẻ hạ ấy, mà ăn mặc quần áo nó sạch sẽ tươm tất như này thì những cái đứa tham lam ngoài kia nó lại dòm ngó vào gia sản của cái nhà này, biết chưa? Mà đặc biệt nhá, là mấy cái đứa con gái mới lớn ý, nó nhìn vào nó thấy anh Cường nhìn tôi đẹp trai, giàu có, tài giỏi, nó vô vào nó cứ liệu tuần hồn đấy. Ông mà không nghe lời tôi ấy, thì đừng trách con này ác nhá. Tôi trông hết đồ để mặc luôn. Dạ, từ kia là bố con thả rất nhiều cá đấy ạ. Không biết là ở dưới bếp có chuyện gì, để con xuống xem sao ạ. Ở dưới đấy đã có ông giúp việc với cái Trinh rồi, làm gì có chuyện gì nữa. À Cường ơi, nhà con có wifi không? Có không con? Dạ có ạ. Thế con vào cho mẹ cái chứ, từ nãy giờ máy mẹ nó cứ đơ đấy. Dạ vâng, để con nhập cho ạ. Ông bố chồng con là mẹ con mình đến, đáng ra phải ra tiếp đàng hoàng. Thằng này đấy mất thút không thấy mặt mũi đâu. Đây, bây giờ còn để anh Cường phải đi tìm đi lôi về nữa. Bực thật gì. Thôi thôi con à, một điều nhịn, chín điều lành. Con lùi một bước rồi con tiến hai bước. Khi nào trở thành bà chủ của cái nhà này, đất đai tài sản về hết tay con rồi, lúc đấy mình sẽ tính. Còn à, ông ấy như thế nào, sau rồi mình về mình trị sau. Dạ thưa, cơm nước đã dọn xong rồi ạ. Bằng vai phải lứa với mày ấy, mà mày định ngồi đây ăn cùng như đúng rồi thế hả? Mà ông nấu cơm nấu nước cái kiểu gì đấy? Ôi dồi ôi, đúng là cái đồ nhà quê nấu nướng này trông kinh chết như này, ai mà ăn mà nuốt nổi. Xôi thì cứng đờ ra, gà thì thâm đen như thế này. Cái gà này ông để mấy tuần rồi ông mang ra để mời khách hả? Eo ơi, thế này ăn uống làm sao được? Đúng là cái bọn nhà quê. Sau này nhá, ông phải đi học nấu ăn, nấu những cái món thành phố. Chứ con gái tôi không ăn được những cái món thấp hèn như thế này đâu. Mà này, ông ấy cút xuống bếp ăn, chứ người hầu kẻ hạ gì mà không biết điều thế hả? Tôi cũng nhắc nhở ông luôn nhá, cấm được bếp xếp đấy. Chuyện này mà đến tai con rể tôi xé mồm ông già đấy. Vì tất cả là giả, nên hai người phải tìm cách giấu giếm tôi sao? Bố anh đâu, về chưa? Không có chuyện gì đâu con ạ. Mẹ đùa ông giúp việc một tí cho vui mà. Cường, con trả lời giúp bố. Người con gái như thế này, con có thể lấy làm vợ được không? Đấy, anh thấy chưa? Sao người hầu, người ở gì mẹ dám ăn nói với chủ như thế? Để dám gọi chủ bằng con. Anh ơi, như thế này không được. Em phải cho ông ta một bài học. Chứ ăn nói gì mà như bố như mẹ thiên hạ ấy. Này, ông ăn nói cái gì đấy à? Hả? Thôi đi. Anh làm sao đấy? Sao lại vì một người ở mà anh dám to tiếng với em mà sao? Bố, con xin lỗi bố ạ.
con sẽ không lấy một người phụ nữ xấu xa như cô ta làm vợ đâu ạ. Là sao? Như nào mới là thật, như nào mới là giả đấy anh Cường? Thế tóm lại có phải chủ của cái nhà này không? Hay anh cũng là con của cái ông người hầu kẻ hạ này hả? Cô im đi. Cô càng nói, cô càng khiến tôi ghê tởm con người cô hơn đấy. Tại vì các người cho tôi vai diễn thì tội gì mà tôi không diễn tròn vai. Tại sao bố phải giả làm người giúp việc của nhà mình chứ ạ? À? Lỡ Trinh và mẹ cô ấy biết sự thật thì sao ạ? À? Bởi vì ngay từ đầu hai người họ đã nghĩ bố là người ở của cái nhà này, cho nên tội gì mà bố không diễn. Bố muốn thử họ để sau này con không phải hối hận. Liệu con có muốn lấy một người vợ đa mưu, xấu tính, chuyên môn đi lừa gạt người khác và chỉ có nhòm ngó vào tài sản của con không? Bố gần này tuổi đầu rồi, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, người tốt, người xấu thì mình có thể nhận ra. Nhưng mà để nhìn rõ thì con phải cùng bố diễn thật tốt vở kịch này, hiểu chưa? Dạ vâng, con sẽ làm theo lời bố ạ. Thế nhá. Trời đất ơi, mẹ con mình làm ông ấy ra bã như thế này, giờ biết làm sao? Con xem như thế nào, lay chuyển thằng Cường đi chứ. Anh Cường, anh làm như thế là sao? Em và anh đã yêu nhau 1 năm trời rồi, anh còn gì không tin tưởng ở em nữa mà phải mang chuyện tình cảm của mình ra để thử lòng của nhau như thế hả? Cô đừng có mà làm như thế, để mà lấp liếm đi cái tội lỗi của mình. Tất cả đều vô nghĩa thôi. Chẳng qua cô nhòm ngó vào cái gia tài nhà tôi, chứ yêu thương gì con trai tôi đâu. Nhà ông thì tử tế lắm đấy. Ông mang con người ta thử này thử nọ, ông tưởng như thế là hay à? Tôi nói cho ông biết chứ, con người ta ai mà hoàn hảo được hết chứ. Con gái tôi vừa xinh đẹp để xuất thân từ thành phố, cái giá như ông phải trả như thế cũng không xứng thôi. Hóa ra từ trước đến giờ là cô lùa gà tôi à? Bảo sao 5 lần 7 lượt cô giục tôi cưới xin thật là sớm. Gớm, có lại nhà quê nhanh anh nghĩ gì mà nghĩ lắm thế. Muốn lấy vợ đẹp, vợ xinh, vợ giỏi, vợ nhà thành phố thì phải chấp nhận chứ. Sao, thế có lấy không? Không lấy để con này con đi về. Chứ tôi chẳng có thời gian rảnh để mà cầu cạnh có lại nhà quê ngu si nhanh đâu. Báo lắm đi, không có thằng này thì có thằng khác. Con gái tao á, đầy thằng bám. Đi về con, đi. Thôi con ạ, thả biết sớm còn hơn là biết muộn, không việc gì phải buồn cả. Con xin lỗi bố ạ, con đã để người ta coi thường bố rồi. Đã từ lâu, bố không cần biết người ngoài người ta nghĩ về bố như thế nào cả. Thôi, đi ăn cơm thôi.